vậy các bạn ạ, hôm nay mình làm review này để thể hiện cảm xúc và cảm nhận của mình về tà xùa cho quý vị và các bạn biết các bạn nhé. Lần đầu tiên mình đến tà xùa thì cảm xúc của mình rất là dâng trào. Mình đã dành chọn cái trái tim của mình dành yêu thương tà xùa. Mặc dù mình làm du lịch trên 10 năm rồi và đi rất là nhiều nơi trên thế giới, và cũng đi rất là nhiều nơi ở Việt Nam mình nữa, khi lần đầu tiên mình đến tà xùa thì mình cũng cảm nhận là tại sao đẹp như thế này mà đến giờ mình mới đến tà xùa một lần. Khi mình đến tà xùa rồi thì trái tim mình đã dành trọn vẹn cho tà xùa rồi đấy các bạn. Nó đẹp không khác gì một chốn bồng lai tiên cảnh như vậy đâu. Các bạn nhìn kìa, mặt trời nhô lên từ biển mây trôi bồng bềnh và những dãy núi nhấp nhô. Ôi thực sự cái cảm giác hạnh phúc và khó tả. Các bạn hãy đến đây một lần để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng tạo hóa cho đất nước Việt Nam mình. Những cái phong cảnh đẹp thơ mộng nên thơ đến như vậy các bạn ạ. Hãy nhìn kìa, biển mây trôi bồng bềnh phía bên dưới, và bên trên này là một quán cà phê, và xa xa kia là những dãy núi nhấp nhô lên. Ôi thật sự cảm giác khó tả lắm các bạn ơi. Đến đây thì chúng ta còn đến một cái địa điểm ngắm mặt trời lặn này, với độ cao 1.800m so với mức nước biển, với những cơn gió vi vu thổi bay qua, nó cho chúng ta một cái cảm nhận thực sự xúc động và không nơi nào có được. Các bạn chưa đi bao giờ thì các bạn hãy đi nhé. Còn mình chuyên tổ chức tour lên tà xùa đấy các bạn. Bạn đặt tour thì hãy liên hệ trực tiếp với mình các bạn nhé.